Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 11, cơn bão số 13 đã suy yếu còn cấp 8, cấp 9, di chuyển hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có thông báo cho người dân đi lại bình thường vào 8 giờ ngày 15 tháng 11. Riêng khu vực huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền lúc 11 giờ ngày 15 tháng 11. Bão Vàm Cỏ, cơn bão số 13 đã bắt đầu ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 20 giờ tối ngày 14 tháng 11, kéo dài đến khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 11, với sức gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 11. Thời gian bão số 13 giật cấp 11 liên tục trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ sáng ngày 15 tháng 11. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 11, thành phố Huế đã không còn có gió mạnh. Mặc dù bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng lượng mưa không lớn, nước lũ trên sông Hương lúc 7 giờ ngày 15 tháng 11 chỉ trên báo động 2 là 0,2m, trên sông Bồ trên báo động 3 là 0,3m. Tuy nhiên, triều cường lại ở mức cao, ghi nhận tại khu vực đập Thảo Long, triều cường dâng gần 2m. Thống kê ban đầu cho biết, bão Vàm Cỏ chưa gây thiệt hại về người, một số ngôi nhà bị tốc mái, một số cây xanh bị gió cuột làm bật gốc, gãy đổ. Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời hơn 21.000 hộ dân với gần 71.500 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.